Dưới đây lại tiếp tục nói Tất cánh bất khả đắc Tất cánh là cứu cánh Nên có thể an nhận Trú nơi bình đẳng Bồ Tát hiểu rõ Bồ Tát thấy được chân tướng sự thật Cho nên Bồ Tát sẽ không gì bản thân bản thân không có việc gì mới thật sự có thể làm được toàn tâm toàn ý phục vụ cho chúng sanh khổ nạn tuy là vì chúng sanh khổ nạn phục vụ nhưng bồ tát không thấy vất vả vì sao không có vất vả họ buông bỏ cái ta rồi họ không còn chấp trước ta không còn so đo về ta nữa không có ta thì ai đang chịu khổ tìm người chịu khổ liệu bất khả đắc chúng ta ngày nay làm việc vì sao cảm thấy rất vất vả bởi vì quý vị còn chấp trước cái thân này tôi làm nhiều việc như vậy tôi rất mệt mỏi vọng niệm đang làm mê mờ cảnh tùy tâm chuyện quý vị có ý niệm này thân thể này liền cảm thấy có mệt mệt mỏi liền cảm thấy không được thoải mái nữa vì quý vị còn chấp trước thân này là ta Bồ Tát Chúng ta nếu như thật sự hiểu rõ rồi Bồ Tát là bận rộn không phải là vui lắm sao? Đối tượng của họ là chúng sanh hữu duyên trong khắp Pháp giới hư không giới. Bây giờ nói xem, trước khi họ chứng đắc Bồ Tát là phàm phu, ở trong lục đạo, đời đời kiếp kiếp, cùng tất cả chúng sanh kết biết bao nhiêu là nhân duyên. Bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, cho dù chỉ có tiếp xúc Cũng là người có duyên Chứng đắc quả vị Bồ Tát Thành Phật rồi Những chúng sanh này có cảm Họ tự nhiên liền có ứng Cảm là gì? Tín hiệu mà họ phóng ra Bất luận là ý niệm Là thân thể Thân thể là vật chất Vật chất nó có tần suất những tín hiệu này phật bồ tát đều nhận được nhận được liền có ứng liền có hồi ứng từ đây chúng ta có thể lãnh hội được công việc của bồ tát vô cùng bận rộn mỗi ngày thu nhận tin tức là không thể tính kể họ đều có hồi ứng ứng ừ, có hiện ứng có minh ứng hiện ứng làm cho quý vị cảm nhận được quý vị nhìn thấy nghe thấy tiếp xúc được minh ứng chúng ta nói âm thầm đến phù hộ cho quý vị bản thân quý vị không biết quý vị cảm nhận không được không có thứ gì không ứng Minh ứng nhiều Hiện ứng ít Nếu quý vị nói chúng ta khởi tâm động niệm Phật Bồ Tát không biết Có lý gì là như vậy Bản thân chúng ta tự tu hành Sau khi chứng đắc địa vị này Thì hoàn toàn rõ ràng cảnh giới mà chúng ta chứng đắc mở kinh quyển ra đối chiếu hoàn toàn giống với điều trong kinh nói gọi là chánh tri chánh kiến cảnh giới này của quý vị là chân thật không phải là giả không phải tà tri tà kiến cho nên bồ tát năng an nhẫn trên thực tế, an nhẫn là nói cho chúng ta nghe. Bồ Tát còn có ý niệm an nhẫn này thì họ là phàm phu rồi. Ý niệm cũng không còn nữa. Cảnh giới mà họ trú đích thực là thanh tịnh bình đẳng giác. không khởi tướng thanh tịnh bình đẳng gia những lời này đều là bất đắc dĩ nói cho chúng ta nghe trong cảnh giới của họ là không nói mà nói nói mà không nói cho nên họ không mệt cũng có nghĩa là nói và không nói nhị biên đều không tính. đây mới gọi là chân thanh tịnh. từ đó cho thấy bất kỳ chúng khổ, lời này cũng là đối với chúng ta mà nói. Bồ Tát bất luận là trong tâm hay trên hành vi đều không có khổ lạc căn bản là không có. Trong tâm không có hai ý niệm này. Trên thân thể sẽ không có những cảm xúc này. Khổ là không có hai loại cảm thọ này. Đây gọi là chân lạc. Nói là nhị biên bất trước Trung đạo bất tồn Đây là tự tánh thanh tịnh. Cảnh giới dũng có, Đây là bất kỳ chúng khổ Chúng ta có thể lãnh hội được Thế gian này không có sự gì khổ lạc gì Giống như Mark Glenn đã nói Thế gian này Căn bản là không có vật chất ở đây đức phật nói căn bản là không có chuyện gì khổ lạc gì vật chất là môi trường vật chất khổ lạc là môi trường tinh thần tinh thần và vật chất đều không có hiện tượng có Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần có. Hiện tượng này là giả, không phải thật. Hiện tượng đích thực là liễu bất khả đắc. Rốt ráo không tịch. Đây là cảnh giới Thánh triết Phật Bồ Tát chứng đắc được Giới khoa học hiện tại cũng chạm đến được một chút bên lề rồi Đối với vật chất và tinh thần Họ biết được Là bất khả đắc Nó là Từ cực kỳ di tế Cực kỳ nhanh chóng trong tầng suất chấn động Sản sinh ra quyền tướng. Kiểu chấn động này Khoa học gọi là năng lượng Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Đều là từ năng lượng sản sinh ra Năng lượng khắp biến pháp giới hư không giới Năng lượng là tướng động Tuyệt đối không phải là tự tánh Tự tánh là như như bất động Bất sanh, bất diệt Chấn động cực kỳ di tế là gì? Danh từ trong Phật pháp gọi là nghiệp tướng của a lại gia Nghiệp chính là động Tiêu biểu cho đồng Cho nên gọi là nhất niệm vọng đồng Phật Pháp nói rất hay Một niệm động đó cũng là hư vọng Cũng không phải là chân thật Gọi là nhất niệm vọng đồng Nhất niệm bất giác Bất giác chính là đồng Giác chính là bất đồng Thiên định là giác Trí tuệ là giác Thiên định là thể của trí tuệ Trí tuệ là tác dụng của thiên định Có thể có dụng Cho nên tâm bất động Khởi tác dụng chính là tuệ Tâm nếu như động rồi Khởi tác dụng gọi là phiền nào hiện nay chúng ta gọi là tri thức khởi tác dụng là tri thức tâm bất động khởi tác dụng gọi là trí tuệ sai biệt chính là tại đây bất động là chân tâm động là vọng tâm vừa động gọi là a lại già thật sự có thể hiểu rõ ràng về chân tướng sự thật thì không kể các khổ nữa nói cách khác bất luận là hoàn cảnh như thế nào quý vị đều có thể sống rất hạnh phúc rất an vui hạnh phúc an vui không liên quan gì đến hoàn cảnh bên ngoài quý vị thật sự đạt được rồi quý vị đối với tất cả mọi hoàn cảnh quý vị đều nhận biết một cách rất rõ ràng rất thấu đáo đều là do tâm niệm của chúng sanh thiện niệm bất thiện niệm vô ký niệm mà biến hiện ra đây tức là nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh trên thực tế là tâm tưởng đó đang làm chủ tất cả những hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần đều từ ý niệm ý niệm đang làm chủ ý niệm tạp quá nhiều quá rồi trong hoàng nguyên quán nói xuất sanh vô tần chính là hiện tượng này